Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tom ở để chúng ta cùng đến với danh sách, đó là 5 vị tướng. Những cái tên sẽ được mỡ lựa chọn để giúp cho anh em có thể solo rank, leo lên được rank thần thoại ở mùa giải thứ 17 này. Vì chỉ còn chưa đầy vài chục ngày nữa thôi, mùa giải thứ 17 đã chính thức kết thúc và sẽ khép lại cái mùa giải thứ 17 rồi. Anh em nên nhớ rằng ở thời điểm hiện tại, với những cập nhật đến từ nhà sản xuất Moontoon, leo rank thần thoại đã trở nên không quá khó và dễ hơn bao giờ hết trong Mobile Legends, bởi cơ chế sao bảo vệ tụt điểm xuống vốn chỉ tồn tại ở rank huyền thoại đổ xuống mà thôi, nay nó đã có ở trên rank thần thoại nữa rồi. Điều này có nghĩa rằng có một cái thực tại mà anh em nên biết rằng đó chính là chỉ cần anh em chăm chỉ và kiên trì, có một chút kỹ năng thì lên thần thoại sẽ không còn là cái gì đó nó quá là khó khăn nữa. Dĩ nhiên, bên cạnh trình độ ra, việc leo rank thần thoại nó sẽ còn phụ thuộc vào một số cái chất tướng cho phép anh em có thể sử dụng một cách độc lập, không quá phụ thuộc vào team để mà có thể gánh team leo rank solo nữa. Cho nên ngày hôm nay, ở giai đoạn cuối mùa 17 này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em 5 cái tên mà cá nhân Mỡ rất là ưng và tư vấn để anh em có thể mua về và dùng leo rank solo lên thần thoại mùa giải thứ 17. Chú ý rằng trong số những cái tên này sẽ có những cái vị tướng là hot pick hay là hot ban, nhưng việc thông thạo cả 5 cái vị tướng này sẽ giúp cho anh em có thể chơi chúng ngay khi mà chúng được nhả ra anh em ạ. Và cái vị tướng đầu tiên ở trong cái danh sách Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em đầu tiên đó chính là Lancelot. Cái tên đầu tiên cực văn võ song toàn, đẹp trai là có thừa và cầm cái kiếm rất là nhọn, gánh team solo rank có thể nói là ok la nhất đối với anh em đang cố gắng lên thần thoại ở đây. Đó chính là cái vị tướng Lancelot. Sát thủ Lancelot ở thời điểm hiện tại đang là hot pick, gương mặt vàng trong làng gánh team. Lancelot đang rất mạnh ở cả meta mùa giải thứ 17 này, chứ không có chỉ có giai đoạn gọi là cuối mùa 17 đâu anh em nha. Với bộ kỹ năng có thể là một mình làm nên chuyện, dồn chết các vai trò máu giấy của team bạn, cũng như là áp sát, tẩu thoát, biến ảo, ra vào vào, ảo diệu vô cùng. Cách chơi của Lancelot ở meta mùa giải thứ 17 thường sẽ là đi mid, ăn hai bùa và áp đặt thế trận ngay từ level 1 anh em ha, cùng với hai người đồng đội đi cùng. Nếu như anh em muốn lên thần thoại thì chiến thuật Lancelot Funnel 131 là bắt buộc, và đây là cách chơi có thể nói là tối hóa sức mạnh của Lancelot nhất anh em ha. Mặc dù là sát thủ mạnh từ đầu game, nhưng vì là sát thủ gây sát thương vật lý cho nên Lancelot còn mạnh ở khoảng giai đoạn nửa cuối và cuối game khi có full đồ, với từ 1 đến 2 chọc là đám chính của team bạn bay màu chỉ trong một đốt nhạc mà thôi anh em ơi. Có một cái vấn đề ở cái vị tướng Lancelot này, đó là cái chất tướng này cần phải thao tác khá nhiều và đa phần kỹ năng của Lancelot là kỹ năng định hướng. Cho nên chơi Lancelot anh em sẽ cần phải luyện tay một chút xíu anh em nhé, cho nó dẻo, rồi sau đó chúng ta mới có thể mang vào rank và gánh team được. Chỉ có từng đấy lưu ý mà thôi. Chú ý rằng cái bộ combo của Lancelot anh em hãy cố gắng lướt nhiều một chút xíu, tối đa là từ 2 lần trở lên để mà Lancelot có thể kích hoạt được cái nội tại. Chưa hết là cái chiêu thứ nhất của Lancelot có thể lướt qua được nhiều mục tiêu và tối ưu hóa bằng cách mỗi mục tiêu chúng ta chỉ lướt qua một lần thôi, thì Lancelot có thể nói là cực kỳ biến ảo và ảo diệu anh em ạ. Yeah. Kế sau Lancelot, Natalia sẽ là cái tên tiếp theo mà Mỡ cho rằng cực phù hợp khi mang vào leo rank solo mùa giải thứ 17. Mặc dù được thông báo là mới được điều chỉnh, cân bằng lại sức mạnh, kiểu cuối game yếu, đầu game mạnh hơn tí, nhưng Mỡ cho rằng Natalia vừa được búp thì đúng hơn anh em ơi. Sát thương vật lý từ nội tại kèm câm lặng của Natalia là quá đau vì mới được búp lên, và nó chỉ yếu đi một chút ở khoảng giai đoạn cuối game mà thôi. Nhưng với meta rank thần thoại là endgame sớm thì điều này chẳng khác gì Moontoon đã tặng thêm một đống sát thương cho Natalia cả anh em ạ. Chúng ta sẽ lựa chọn Natalia ở vai trò là đi off lane. Tuy nhiên, Natalia không hẳn là sẽ bám nguyên một cái lane off, tức là đường trên hay là đường dưới ạ, mà thi thoảng sẽ còn tận dụng nội tại tăng hình của mình để mà cấu rỉa, kèm theo đó là đảo đường nữa anh em ạ. Ngay từ giai đoạn đầu game, như Mỡ có nói với anh em, nội tại của Natalia, cái lượng sát thương vô là cực thốn, cho nên hãy tận dụng lấy nó vì kỹ năng này không hề tốn mana một chút xíu nào cả. Chúng ta chỉ cần chơi sao cho cân bằng giữa việc farm cũng như là đi đảo đường của Natalia là được. Cái này thì cũng không quá khó khăn đâu anh em ơi. Anh em chỉ cần dọn dẹp đợt lính xong ở đường mình đi, rồi sau đó tận dụng nội tại của Natalia đảo thật nhanh ra mid, và đừng ganh, đừng chờ xem team bạn có những cái pha hớ hành để giao tranh với đường giữa hay không thì chúng ta nhập hội ngay. Còn nếu như mà chúng ta không ganh được, không hề có bất kỳ một cái diễn biến nào ở đường giữa, thì chúng ta lại đảo với lane của chúng ta và đón lấy cái đợt lính creep thứ hai. Cứ như vậy là được anh em ạ.
Trên ATA thì anh em chú ý hạn chế xuất hiện trên minimap anh em nha. Và đứng trong bụi thật nhiều càng tốt. Và ở giai đoạn mùa thứ 17 này, với sức mạnh đến từ bộ kỹ năng của mình, thì Natalia sẽ mạnh lên rất sớm. Nhưng cuối game thì hơi đuối và khá là giấy. Cho nên hãy cố gắng đề tinh bạn thật sớm, chọn những cái mục tiêu đi sau cùng hoặc đi lẻ để mà có thể đi hạ gục, chứ đừng lao vào tanker hay đấu sĩ tinh bạn nha anh em nha. Không thể là đủ đam với cái con Natalia này đâu. Phép bổ trợ của Natalia thì mỡ khuyên anh em dùng nên là phép bổ trợ trảm sát hoặc là trừng phạt để mà đi cast bùa. Nhưng đối với những cái người chơi nào chắc tay thì mới nên cầm trừng phạt mà thôi. Thi thoảng Natalia cũng có những cái người chơi sử dụng cho mình, đó là cái phép bổ trợ phấn chấn. Nhưng mà đối với những cái anh em mới chơi, lời khuyên của mỡ ở đây đó là hãy cầm phép bổ trợ trảm sát để mà chúng ta có thể có cho mình những cái mạng đầu game giúp cho Natalia mạnh lên dễ dàng hơn và trông thấy hơn. Cái tên thứ ba mà mỡ chia sẻ với anh em đó là cái vị tướng sát thủ thứ ba có lối chơi cực kỳ độc lập và leo rank rất ổn mùa giải ở giai đoạn cuối mùa thứ 17 này, đó chính là Hellcurt. Thì Hellcurt tương tự như Natalia anh em ạ, Hellcurt bây giờ nó đang được thả ra khá khá rồi, và nếu như Hellcurt được thả ra hãy pick lấy nó ngay. Hellcurt ở thời điểm hiện tại không còn là hot ban hay là hot pick nữa, vì những cái slot cấm tướng cần ở rank thần thoại đã được nhường lại cho nào thì Angela hay là Yi Sanxin anh em ạ. Những vị tướng có tầm ảnh hưởng khó chịu hơn Hellcurt, nhưng không vì thế mà Hellcurt nó yếu đi, vì chính ở giai đoạn này Hellcurt sẽ giúp bạn có thể lên thần thoại một cách cực kỳ dễ dàng. Nếu anh em đã theo dõi channel của mỡ từ lâu thì hẳn anh em đều biết được rằng cái con Hellcurt này nó bá đến như thế nào, với khả năng dồn sát thương quá mạnh, cầm lặng cực khó chịu và chiêu cuối giảm tầm nhìn toàn bản đồ của tất cả kẻ địch. Hellcurt có thể đi mid lane cũng được, offlane, đường trên hay đường dưới đều tốt cả. Và dĩ nhiên cuối game là vẫn mạnh, bởi đây là chất tướng sát thủ vật lý mà anh em. Dĩ nhiên đây là một cái vị tướng gánh team, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên thì anh em phải tận tay mua về và chơi thì mới biết được, bởi những cái gì mà mỡ chia sẻ với anh em ấy nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nhưng đánh giá so với Nata hay Lancer ấy thì mỡ có một cái nhìn khách quan cho con Hellcurt đối với hai cái vị tướng sát thủ kia là như thế này. Hellcurt ấy sốc đa mạnh nhất trong số 3 vị tướng với cái bộ combo của mình. Tuy nhiên sát thương là đơn mục tiêu và không thể giao tranh dài hơi như Lancelot. Tuy nhiên Hellcurt lại có thể khắc chế cả Lancelot lẫn cả Natalia luôn. Tầm ảnh hưởng của cả ba sát thủ này ở trong xuyên suốt trận đấu là như nhau. Nhưng nếu anh em cầm Hellcurt ạ, thì khả năng lăn cầu tuyết áp đảo thế trận nó sẽ dễ dàng hơn Natalia và Lancelot rất là nhiều. Cái khả năng ăn được mạng hạ gục của anh em nó cũng sẽ dễ dàng hơn hai cái vị tướng sát thủ còn lại. Tuy nhiên ý, ở rank thần thoại cao thực sự, kiểu vinh quang thần thoại, thì Lancelot được ưu ái hơn Hellcurt vì có thể tham gia giao tranh dài hơi hơn, biến ảo hơn với bộ kỹ năng hồi chiếu thấp. Và chắc là chúng ta đã quan tâm quá nhiều đến những cái vai trò sát thủ đúng không ạ? Anh em sẽ cần thêm một cái vị tướng ở vai trò khác, kiểu như là pháp sư đi, để mà có thể leo rank solo độc lập ở mùa giải cuối thứ 17 này. Đó chính là cái vị tướng Valier trong vai trò đi đường giữa và là hỗ trợ anh em ha. Nhiều người khi mà nghe đến đây thì sẽ cho rằng là cái con Valier này nó là pháp sư mà anh mỡ, hay là pháp sư mà mỡ, Valier đâu phải vai trò hỗ trợ đâu. Thì cái con Valier này được chơi ở mùa giải thứ 17 trong cái rank thần thoại cũng như là vinh quang thần thoại là ở vai trò đi mid hỗ trợ anh em nha. Valier, chúng ta sẽ lên cho cái vị tướng này những cái trang bị khắc chế đối phương, ví dụ như là cái vòng khóa hồn, và sau đó chúng ta sẽ lên đồ tanh cho Valier, đó chính là cái giáp bất tử, đó chính là cái giáp tàn bạo và những cái trang bị giúp cho Valier không thể bị hạ gục trong giao tranh. Bởi vì bản thân cái bộ kỹ năng của Valier nó đã có rất nhiều những cái hiệu ứng, có đam luôn, có khống chế, có đẩy lùi, có khắc chế rất khó chịu. Đây để mợ sẽ chia sẻ cho anh em luôn nha. Ở cái viên tướng Valier là chúng ta sẽ có cái gì anh em? Rất nhiều hiệu ứng khống chế, đẩy lùi có, làm chậm có, làm choáng có. Và đừng nghĩ rằng là với cái bộ kỹ năng nhiều hiệu ứng khống chế đến như vậy thì Valier không có sát thương. Cái lượng sát thương mà Valier gây ra ở đây nó đến từ cái nội tại giúp cho Valier có khả năng gây sát thương theo phần trăm máu lên nhiều mục tiêu anh em ạ. Và dĩ nhiên hiệu ứng khống chế cũng là cái hiệu ứng khống chế nhiều mục tiêu luôn. Khi mà team chúng ta sở hữu Valier trong đội hình thì những cái chất tướng lao vào hầu như là không có cửa, kiểu như là Guzen, thậm chí là tanker Atlas hay là Kufra, tất cả những cái chất tướng có khả năng lao vào để mà áp sát ra năm sau của chúng ta thực sự bó tay trước sức mạnh khắc chế đến từ cái vị tướng Valier này anh em ha. Và cái tên cuối cùng ở trong danh sách này mỡ muốn mang đến cho anh em đó chính là cái cô nàng Esmeralda, đóng vai trò đi offlane, đi đường trên hoặc là đi đường dưới.
Esmeralda thì trong cái bản cập nhật vừa xong nó không có một cái sự thay đổi, không được tăng sức mạnh hay là không được giảm sức mạnh gì cả. Nhưng cái sức mạnh của cái vị tướng Esmeralda đến từ khả năng tạo giáp ảo và lần át kẻ địch nó vẫn còn đó. Thì Esme trong quá khứ là một trong những cái chất tướng pháp sư ở cái cấp độ S hoặc là S cộng anh em nha. Với cái bộ kỹ năng có thể nói là vừa là tanker vừa là gây đam rất là ok la. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mùa giải thứ 17, anh em cần phải lưu ý rằng ở mùa giải thứ 17, cái ngưỡng sức mạnh của Esmeralda nó đang được chỉnh sửa. Tức là mà không biết như thế nào, nhưng mà nếu như mà anh em chơi thời điểm hiện tại theo như mô tả đến từ bộ kỹ năng của Esme đúng không ạ, thì Esme chỉ có thể tạo ra được cái lượng giáp ảo bằng với 50% cái lượng máu của mình. Nhưng theo như những gì mà mỡ nhận được ở trong máy chủ chính thức ở thời điểm hiện tại khi mà cái video clip này lên này, thì Esmeralda có thể tạo ra được trắng cây máu giáp ảo như bình thường. Điều đó có nghĩa rằng Esme hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt được vai trò là tanker, đỡ đòn, kiêm, dồn sát thương với cái lượng giáp ảo nhiều nhất trong Mobile Legends có thể tạo ra được đến từ cái vị tướng Esmeralda này. Mỡ không biết rằng cái việc tạo được cái giáp ảo trắng cây này là lỗi hay là bug hay là gì đó, nhưng mà theo như thông báo của Moontoon có vẻ như đây là một cái bug. Nhưng mà cho đến thời điểm khi mà cái bug này được sửa lại, hoặc thậm chí là cái bug này đã được sửa lại, thì Esmeralda vẫn là một trong những cái vị tướng rất khỏe ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn có thể 1v2, 1v3, thậm chí là cân team cả ở là đam chính lẫn là cái vị tướng tanker đỡ đòn luôn anh em ạ. Cái sức mạnh của Esmeralda nó đến từ cái khả năng tạo giáp ảo, khả năng khống chế và bay vào team bạn với những cái chiêu số hút giáp ảo và gây sát thương cực kỳ khó chịu. Lưu ý rằng để mà có thể chơi được cái vị tướng Esmeralda, mua được Esmeralda dẻo, thì cái lời khuyên của mỡ ở đây đó là anh em hãy sử dụng cái vị tướng này, cầm cho mình đó là phép bổ trợ thanh tẩy, và lên sớm cho mình đó là cái bùa mê hoặc anh em nha. Khi mà chúng ta đã đạt được đến cái đẳng cấp rank thần thoại thì ít khi nào Esme được nhường bùa xanh lắm. Chỉ khi nào mà chúng ta được đi đường giữa và thực sự những cái thành viên khác trong team của chúng ta không cần bùa xanh đâu. Chứ còn thì Esmeralda bây giờ không quá được ưu ái bùa xanh. Vị tướng này sẽ phải lên sớm cái bùa mê hoặc để mà có được cho mình cái lượng mana giúp cho Esme quẩy nát đội team bạn, mang về cho anh em những trận thắng ở cấp độ rank thần thoại. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà muốn chia sẻ với anh em về 5 cái vị tướng mà anh em có thể cân nhắc mua về leo rank vào cuối giai đoạn mùa giải thứ 17. Và nếu anh em thấy cái video clip này của mọi thú vị, đừng quên để lại cho mọi một like và đăng ký kênh để đón xem những cái video clip tiếp theo sẽ có trên kênh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.